tìm hiểu về du học và có một số yêu cầu về học phí, thành phố hay ranking. Bạn muốn biết ngôi trường nào sẽ phù hợp với yêu cầu của bạn, nhưng mà việc tìm hiểu từng ngôi trường lại mất quá nhiều thời gian. Đừng lo, sẽ có King Study giúp bạn nhé. Tại phần tìm kiếm khóa học, các bạn lựa chọn các tiêu chí dựa trên yêu cầu cá nhân về khóa học bạn mong muốn. Sau đó chọn tìm kiếm, kết quả hiện ra là các trường có khóa học phù hợp với yêu cầu của bạn. Bạn vẫn đang có những thắc mắc cần được giải đáp, vậy thì hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của King Study để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí tại website của King Study nhé!